Hello hello, chào các bạn đã quay trở lại với 5 phút can đảm trong series Can đảm yêu của Sắc Eo Dubai Trang cùng Durex. Và tập ngày hôm nay tụi mình sẽ cùng giải quyết một vấn đề, đó là yêu lâu không khó, làm sao để có thể quan hệ tình dục lâu hơn. Quan hệ một hồi là bị tức dương vật, làm sao để kéo dài thời gian quan hệ? Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng Sex El Dubai Trang trong hành trình can đảm yêu. Các bạn có thể tìm mua Durex chính hãng tại Lazada Mall. Video ngày hôm nay sẽ đưa ra cho mọi người một số những cái phương thức để mọi người có thể vượt qua được mọi người nhé. Cái đầu tiên đó là yêu lâu mà bị căng tức dương vật thì nó là như thế nào? Đa phần khi mà yêu lâu bị căng tức dương vật là khi các bạn đã đẩy áp lực vào, đổ máu vào dương vật quá lâu. Và kiểu giống như là các bạn hiểu không, khi mà các bạn kiểu như là các bạn gần ra rồi, các bạn nín lại ngay lập tức, các bạn nín lại ngay lập tức, nhưng mà cái đoạn gần ra đó là đã quá gần ra rồi. Ví dụ như là từ 1 tới 10 đi thì nó đã đến cái mức 9 rồi, là các bạn kiểu mới kiểu rút ra để các bạn làm cho nó nhẹ đi, các bạn cứ kiểu giống như cho nó bớt nhạy cảm để các bạn quan hệ tiếp á. Thì nếu như các bạn làm cái chuyện đó nó quá nhiều lần trong một cuộc yêu thì nó sẽ làm cho cái dương vật của bạn bị tức. Chính vì vậy á, thay vì để cho cái chuyện đó là các bạn cứ ép dương vật của mình quá nhiều như vậy, thì hãy nhớ rằng là hãy để từ mức 1 cho đến khoảng tầm mức 7, mức 8 là các bạn nghỉ được rồi. Cái chuyện mà đẩy lên mức 9 sao mà nghỉ vẫn ok, nhưng không nên quá nhiều lần trong một cuộc yêu sẽ khiến cho bạn bị tức dương vật. Cái số 2 nữa, chuyện này nó sẽ dành cho những cái bạn nào mà có bao quy đầu. Bạn nào mà có bao quy đầu, các bạn sẽ bị rơi vào một cái trường hợp, đó là khi mà các bạn quan hệ các bạn bị kéo căng cái dây thắng. Chính bởi vì các bạn bị kéo căng cái dây thắng thì khi mà các bạn cứ liên tục ma sát và quan hệ trong một khoảng thời gian, nó sẽ bị căng tức cái phần dây thắng và cái phần dương vật của các bạn, làm cho các bạn cảm thấy rất là khó chịu. Mà nếu như lỡ như bạn nào mà không may mắn mà kiểu quan hệ quá mạnh á, thì nó sẽ làm cho đứt dây thắng. Trời ơi, cứu tôi. Cho nên các bạn nhớ là phải biết đó là kéo cái bao quy đầu của mình lên khi mà mình quan hệ, và hãy đeo bao cao su. Dành cho những người mà có bao quy đầu á, các bạn cũng phải nhớ là khi mà các bạn đeo bao cao su mà có bao quy đầu á, thì phải kéo cái bao quy đầu của các bạn cao lên cao nhất, rồi sau đó mới chồng cái bao cao su để các bạn kéo xuống. Tại vì khi á mà các bạn kéo xuống như vậy á, tuy là nó có kéo cái phần bao quy đầu xuống, nhưng nó lại không kéo cái bao quy đầu xuống quá thấp, quá trễ, dẫn đến cái việc là căng dây thắng. Ngoài ra thì Trang sẽ có một cái combo yêu nhau lâu cho các bạn nha. Thì combo yêu nhau lâu ở đây á, đó là các bạn luôn nghĩ rằng mỗi một cái cuộc yêu các bạn chỉ sử dụng một bao cao su thôi, đúng không ạ? Không, tụi mình hãy sử dụng một cái combo bao cao su để giúp cho chúng ta yêu lâu hơn. Combo đây là cái gì? Các bạn sẽ dùng con Invisible và con Performer. Thì nó vừa mỏng nhẹ mà nó vừa kéo dài thời gian nữa. Và chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó là đầu tiên khi mà các bạn bắt đầu, các bạn sẽ dùng con Invisible trước. Và đến một cái đoạn mà các bạn cảm thấy là mình đang rất là nhạy cảm, hoặc là nhạy cảm rồi mà kiểu như nhạy cảm là mình cảm nhận được rằng là nếu như mình vẫn tiếp tục nhấp, mình vẫn tiếp tục quan hệ trong khoảng tầm 2-3 phút nữa thì mình sẽ ra. Thì lúc này các bạn mới tháo cái con Invisible đó ra, các bạn bỏ luôn. Và sau đó các bạn đeo con Performer vô. Thì cái con Performer này nó sẽ giúp cho các bạn kéo dài thời gian hơn. Và thế là cái tổng cộng cái đoạn đường yêu của các bạn nó sẽ được dài hơn, mà các bạn vẫn giữ được những cái trải nghiệm rất là thích thú từ đầu cho đến cái cuối cuộc yêu, vừa mỏng nhẹ vừa kéo dài thời gian nha. Chiêu này là hơi bị đỉnh luôn á, nhưng mà ít người kiểu các bạn cứ nghĩ là ôi tiếc cái bao cao su, đừng có bao giờ tiếc, bởi vì cái trải nghiệm nó sẽ cực kỳ đã. Và những cái bạn nào mà có cái suy nghĩ là muốn quan hệ lên khoảng tầm 45 phút á, thì cái này là một cái kiểu good choice. Và cuối cùng á, là Trang xin nhắc nhở mọi người một cái như thế này nè, có rất là nhiều bạn đã sử dụng những cái loại thuốc để mà kéo dài thời gian, kiểu giống như là để có thể quan hệ được lâu hơn, các bạn uống một số những cái loại thuốc, và có một số bạn thì uống cả Viagra nữa. Nhưng mà các bạn phải nhớ là Viagra không có dùng để kéo dài thời gian mọi người nha, nó giúp cho cái dương vật của bạn cương cứng hơn thôi. Và ngay cả Viagra cũng cần có sự chỉ định của bác sĩ để các bạn uống được đúng liều, chứ không có là tự nhiên 24 tiếng 48 tiếng đồng hồ tiếp theo nó cứ chào cờ chào rồi bạn làm gì cũng rồi 48 tiếng tiếp theo bạn ở nhà không hả. Còn đối với lại các cái loại thuốc khác thì Trang có một cái lời khuyên là không nên tí nào cả. Chắc chắn luôn mà từ hồi trước tới giờ chắc chắn là cũng rất là nhiều bạn hỏi mình ở trên kênh rồi mà mình đã từ chối không làm review những cái món đó luôn mà. Bởi vì thật sự là không tốt cho các bạn. Và nếu như có bất kỳ những cái gì mà nó liên quan đến việc kéo dài thời gian á, thì nó nên đến từ một người bác sĩ. Nếu như các bạn thật sự cảm thấy rằng là bạn bị yếu sinh lý, bạn bị xuất tinh sớm, thật sự là nếu bạn bị xuất tinh sớm thì bác sĩ sẽ có cách để giúp bạn. Nhưng còn nếu mà bạn là một người mà quan hệ bình thường, quan hệ được trên 3 phút, lần nào cũng quan hệ được trên 3 phút, thì chắc chắn 100% là bạn đang không phải là xuất tinh sớm. Và chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta kéo dài thời gian. Hãy thử sử dụng cái combo mà Trang nói xem, chắc chắn nó
super good luôn, mà lại còn an toàn tình dục nữa, không sợ có thai ngoài ý muốn, không sợ bị bệnh luôn. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã coi hết chiếc video này, và mình mong rằng là chiếc video này cũng đã đưa lại những cái kiến thức cho các bạn để làm sao chúng ta có thể quan hệ lâu dài hơn, nhưng mà đến từ phía những người nam mọi người nha. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người tập sau. Bye bye. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Lazada Mall, sử dụng code dưới đây để được giảm ngay 15%. Ngoài ra, Durex vừa cho ra mắt dòng sản phẩm mới Durex Jeans cho cuộc yêu vô lo, với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex.